các bác thường xuyên bị tiểu đêm và bị mất ngủ vì căn bệnh này thì xin được mách các bác một trong những phương pháp cực hay giúp các bác chữa lành chứng tiểu đêm này. Đầu xuân năm mới, tôi xin được gửi lời chúc đến quý cô bác chị sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý quý cô bác chị nha. Vâng, và thưa với quý cô bác chị thì trong video bài thuốc ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác chị cái phương pháp giúp cho quý cô bác chị nào bị cái chứng tiểu đêm, đi tiểu nhiều và mất ngủ về căn bệnh tiểu đêm này, thì các bác sẽ dùng cái phương pháp này sẽ chữa lành được cái chứng tiểu đêm của quý cô bác anh chị. Và thưa với lại quý cô bác chị thì đây cũng là chính là cái phương pháp mà tôi đã từng chia sẻ đến với lại quý cô bác chị rồi, và nó đã đem lại những cái hiệu quả rất là cao đến với rất nhiều người. Nhưng vì thưa với quý cô bác chị thì gần đây có rất nhiều người cũng hỏi tôi rằng là đặt những câu hỏi cho tôi rằng là có cách nào để chữa tiểu đêm. Và thưa với quý anh chị thì hiện nay kênh của tôi cũng đang phát triển, bởi vậy mà có một lượng lớn khán giả mới khi mà mới đăng ký kênh của tôi thì có lẽ là cũng chưa biết đến cái phương pháp này, nên là tôi xin phép được chia sẻ lại. Nếu như bác nào đã từng sử dụng mà đem lại cái hiệu quả rồi thì hãy comment ở phía dưới video này cho nhiều người được biết các bác nha. Vâng, và thưa với lại các bác thì để biết cái phương pháp này như thế nào cũng như là cái cách chúng ta sử dụng nó ra làm sao thì mời các bác chúng ta hãy dành vài phút để theo dõi video này. Thưa với lại các bác thì tiểu đêm nó cũng có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến từ sỏi này, từ viêm bàng quang này, từ thận này, hay là từ những cái bệnh lý khác này, nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Tuy nhiên là tôi xin được mách các bác một trong những cái cách, nếu như bác nào có những cái điểm dấu hiệu như tôi hướng dẫn ngay bây giờ thì các bác tác động vào nó sẽ giúp các bác chữa lành và hết cái chứng tiểu đêm. Và đây là một trong những phương pháp có thể dành cho cả trẻ nhỏ được các bác nhá. Và đó là cái điểm ở khu vực mép này các bác này. Nếu như những người tiểu đêm á thì các bác hãy sờ vào khu vực mép này, sờ vào khu vực hai bên mép này các bác nhá. Nếu như các bác sờ vào đây mà thấy nó có cái điểm đau nhói một cái, bác sờ vào khu vực mép này mà thấy nó đau nhói là chứng cái điểm, để các bác có thể day vào đó khoảng day như thế này, 7 lần như vậy các bác nhá, 3 lần 7. Và nếu đau á thì đau nó rất là đau, các bác nào bị là sẽ rất là đau, thì các bác sẽ day vào đó và các bác sẽ thấy rằng là cái người không bị ấy, thì không thấy nó đau, các bác không bị các bác day thử thì không thấy đau, nhưng bác nào mà day mà thấy nó đau chính xác là cái vấn đề liên quan đến khu vực tiết niệu của các bác và ảnh hưởng đến cái vấn đề tiểu đêm. Các bác day vào khu vực này, nếu mà thấy có điểm đau là các bác phải day vào đó 7 lần một đợt, ví dụ như này này các bác này, 1 nhá, 2 3 4 5 6 7 xong là nhấc tay ra và ta đặt vào tiếp, day 1 2 3 4 5 6 7 đó, thế rồi sao lại bỏ ra và tiếp tục day một đợt nữa, 1 2 3 4 5 6 7 3 lần 7 như vậy các bác nhá, và ta dừng không day nữa. Các bác nếu như bị tiểu đêm á là các bác làm như vậy thôi, sau đó thì một ngày ta chia ra ta làm 3 lần, có nghĩa là khi mà cái lúc mà day á là day liên tục 3 lần như vậy là 21 lần, sau đó thì ta dừng và đến trưa ta lại day, đến tối ta lại day các bác nhá, như vậy thì sẽ giúp các bác là chữa được cái chứng tiểu đêm đấy các bác nhá. Và một trong những cái yếu tố và một trong những cái cách tôi xin được mách thêm các bác đó là nếu như bác nào bị cái vấn đề là rối loạn đường tiêu hóa này, đại tràng có vấn đề này, rồi là bàng quang các thứ có vấn đề, các bác dùng cái tay này chà quanh miệng như này các này, chà quanh miệng như này. Đấy, chà như này ấy, thì bác nào bị táo bón các bác chà cũng hết. Táo bón ấy, thì ta chà từ trái qua phải, đúng không nhá, từ trái qua phải. Còn tiêu chảy ta chà từ phải qua trái, đúng không nhá. Đấy, đây là cái phương pháp rất là hay, và thưa với các bác đây là một trong những cái cách tuyệt hay, có hiệu quả mà không hề tốn kém. Bởi vậy mà nếu bác nào thấy video này rồi thì hãy chia sẻ cho làng xóm, cho bà con, cho anh em, bạn bè được biết, để cho những cái người bị mắc phải những cái chứng tiểu đêm, mắc phải những vấn đề về liên quan đến đường tiêu hóa, liên quan đến những vấn đề về tiết niệu, sử dụng những phương pháp này sẽ giúp cho người ta cũng có được sức khỏe giống như các bác nhá. Các bác hãy thử áp dụng đi, nếu bác nào có tiểu đêm mà các bác áp dụng là thấy hiệu quả liền à. Vậy nên là tôi hy vọng rằng các bác cũng sẽ cùng tôi chia sẻ nó ra, vì tôi biết rằng còn rất nhiều người mắc phải những cái chứng như thế này nhưng lại không biết những cái phương pháp đơn giản mà đem lại cái hiệu quả này. Các bác nhớ hãy chia sẻ nhá. Đừng quên dí vào nút đăng ký và nút chuông vì tôi còn quay trở lại với các bác với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì tôi xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.